Cho đến nay thì tôi cũng đã bị cái bệnh mỡ máu đến vài năm rồi ý. Mà chế độ sinh hoạt ăn uống của tôi thì rất là đầy đủ. Tôi cũng qua tìm hiểu thì tôi cũng thấy được rằng cái căn bệnh này cũng có thể là do di truyền. Mà đúng thật, bố tôi thì cũng bị cái bệnh mỡ máu. Tôi đi chữa bệnh cũng rất là nhiều nơi, mà điều trị thì cũng qua rất nhiều các loại thuốc, nhưng mà bệnh tình thì không thuyên giảm lắm. Có một người bạn là dược sĩ thì họ giới thiệu cho tôi cái sản phẩm này. Thì tôi vì là bạn mình mà nên là tôi cũng rất là tin tưởng để sử dụng. Thế mà qua sử dụng được khoảng 3 tháng thì tôi cũng không thấy cái sự gọi rằng là khác biệt trong cơ thể lắm. Thì tôi cũng dùng đến thêm một tháng nữa thì bắt đầu tôi thấy cơ thể mình có cái sự khác biệt rõ rệt. Và cho đến nay thì tôi cũng vẫn dùng đều đặn. Và khi mà tôi đi khám bác sĩ lại thì tôi thật là bất ngờ khi thấy các cái chỉ số của tôi nó giảm ở mức cho phép. Thật tôi cũng không thể ngờ rằng cái sản phẩm nội địa mà nó lại mang đến cho mình một cái điều bất ngờ như vậy. Đây là cái điều mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu rồi.